Phi Nhung mắc COVID-19, bác sĩ bệnh viện trợ giấy cập nhật tình trạng mới nhất. Liên quan đến tin đồn thất thiệt Phi Nhung qua đời vì COVID-19, một bác sĩ bệnh viện trợ giấy đã tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Tối ngày 27 tháng 8, trên mạng xã hội xôn xao trước tin đồn ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị COVID-19. Tuy nhiên, tối muộn cùng ngày, bạn thân hé lộ tình hình sức khỏe của Phi Nhung qua tin nhắn với bác sĩ bệnh viện trợ giấy, nơi nữ ca sĩ đang nằm điều trị. Theo nội dung tin nhắn từ phía bác sĩ thì sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn ổn định không nguy kịch như tin đồn gây hoang mang. Trước đó, phía quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết Phi Nhung đang có những dấu hiệu tích cực, bác sĩ bệnh viện trợ giấy cho biết oxy đang cải thiện hơn, chưa cần đến ECMO. Thông tin trên phần nào giúp đồng nghiệp, bạn bè và fan của Phi Nhung cảm thấy yên tâm hơn trước tin đồn nữ ca sĩ qua đời vì COVID-19. Trước đó, trên mạng xã hội trên mạng xã hội mới đây bỗng xuất hiện một đoạn tin nhắn tiết lộ Phi Nhung đang nhiễm Covid-19 và được điều trị tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, đại diện nữ ca sĩ Phi Nhung phủ nhận thông tin nữ ca sĩ bị nhiễm Covid-19. Được biết, trong hồi tháng 7, Phi Nhung vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến ngày 27 tháng 8 vừa qua, phía quản lý của Phi Nhung mới chính thức lên tiếng xác nhận nữ ca sĩ bị mắc Covid-19. Theo tìm hiểu trên trang web hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh có tên người nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Phi Nhung, trùng khớp với tên ca sĩ Phi Nhung, sinh năm 1970 và có địa chỉ nhà tại quận Bình Thạnh. Điều đáng nói là tên của Phạm Phi Nhung xuất hiện điều trị ở cả hai bệnh viện là bệnh viện Trợ Giấy và bệnh viện Gia An 115. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.